Hello hello, xin chào mọi người nhá. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một cái thông tin mới ở trên cái nhóm HeroCast ấy. Đấy, thì hiện tại là bên Devil ấy thì họ có chờ mình tí nhá để mình tắt cái nhạc cho nó nhỏ lại. Ok chưa? Thì hiện tại ấy thì Devil đã ra một cái thông tin mới về cái bản cập nhật sắp tới và cái bản cập nhật hiện tại ấy và cái bản cập nhật sắp sắp tới mọi người nhé. Ok, mình ghi vào đây cho rõ này, thông báo ngày cập nhật này. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luôn này. Bản cập nhật sắp tới là cái bản nhật hiện tại ấy, thì nó sẽ có là một là cái bản xem trước nâng cấp và tối ưu hóa phương thức thanh toán trong Bubble là trong cái tab ấy đấy. Một, điều chỉnh phương thức và giá thanh toán vé Tower of Purple nâng cấp thanh toán lên HCT cộng HCU và cộng HCG. Thì hiện tại thì đi tháp bằng là HCU cộng HCT hoặc là HCT không, nhưng mà sau này ấy, thì nó sẽ chuyển qua cái thanh toán mới đấy là HCT cộng HCU cộng 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 HCT mọi người, HCK mọi người nhé. Nó sẽ gỡ bỏ cái HCT và HCU thanh toán ở hiện tại để áp dụng vào cái thanh toán mới. B, nâng cấp mô hình kinh tế Tower of Babel, nó sẽ nâng cấp lên một cái gọi là cái mới. Nói chung là cái này mình phải chờ cái bản chi tiết ra thì mình mới biết được. Bản chính thức ấy. Hai, xem trước phần mở đầu của hệ thống L. Một, yêu tinh được chia thành loại chiến đấu, loại sức mạnh chiến đấu và loại HCG, là nó có 3 loại ấy. Người dùng có thể lựa chọn tu luyện thần tiên tùy theo sở thích. Các thần tiên khác nhau tăng phần thưởng thuộc tính khác nhau. Nó giống như kiểu là mọi người nuôi nuôi một cái con thú trong game ấy thì nó có nhiều hệ, hệ lửa, hệ băng, hệ gì đấy. Nhưng mà cái này là dạng thần tiên thì cái gì đấy mình cũng không rõ. Đấy, thì là dạng như kiểu vậy, nó chơi theo kiểu hệ ấy. Đấy, thì mọi người là nâng hệ nào, tu luyện hệ nào ấy thì nó sẽ tăng cái phần thưởng của thuộc tính cái hệ đấy. Nó hiểu đơn giản là như vậy ấy. Còn đâu cái bản chính thức là chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ tìm hiểu và mình sẽ làm một cái video nữa về cái bản chính thức mọi người nhé. Nên mọi người cứ yên tâm. C, thêm drop of L đá thăng tiến. Thì cái đá thăng tiến ấy thì nó là một cái loại đá để mình nâng cấp hay làm một cái vấn đề nào đấy trong game. Đấy, đây là một loại cái đá mới. Ok chưa? Nâng cấp yêu tinh cần HCK, HCT và HCU và HCG mọi người nhé. Hệ thống El Lucky Card, cái này là nhỏ thẻ may mắn mọi người nhé, thẻ may mắn của cái hệ thống El này mọi người nhé. Người chơi có thể nhận được thẻ may mắn của El sau khi nhận nâng cấp El của họ, phần thưởng là HCT với số lượng ngẫu nhiên. Khi mọi người nhận được cái thẻ may mắn này ấy là khi mọi người nâng cấp cái con tinh linh của mọi người thì mọi người sẽ nhận được cái phần thưởng là HCT với cái số lượng là ngẫu nhiên mọi người nhé. Đấy, ok chưa? Giống như kiểu là khi mọi người nâng cấp thì nó sẽ cho mọi người cái thẻ may mắn và khi mở thẻ đấy xong thì mọi người sẽ nhận được HCT và một số cái vật phẩm khác, cái gì như kiểu mảnh mảnh hay là vân vân đấy, kiểu dạng là như vậy. 3. Việc mở rút HCK, khởi chạy chức năng rút HCK. Ok. Thứ tư, chế độ mới trong Dungeon đá sao toàn năng và hệ thống đá sao mới. Đây là chế độ mới trong cái phó bản ấy. Một, người chơi có thể lấy đá vụn bằng cách tham gia vào phó bản. B, các mảnh vụn được phân loại thành S1, S2, S3, S4.
các lớp mảnh vụn khác nhau có thể được sử dụng để nâng cấp các anh hùng ở các cấp bậc khác nhau. Cái này bọn nâng cấp bậc ấy thì có nghĩa là nâng sao mọi người nhé. Ví dụ là S1 thì mọi người nâng được 1 sao, S2 thì nâng được 2 sao. Dạng dạng kiểu như vậy ấy. Cái này mình cũng chưa rõ. Đấy, mọi người chỉ đọc qua và hiểu hiểu kiểu là mơ màng ấy. Đấy, còn đâu mà cái bản chính thức ra ấy thì chúng ta sẽ biết. C. Chế độ này dành cho những người chơi đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như người chơi có mèo kho báu hoặc người chơi đặt cược HCT của họ. Cái chế độ này chơi không phải là ai cũng có để chơi, ai cũng được chơi đâu mọi người nhé. Đấy, cái chế độ mà đá sao toàn năng và hệ thống đá sao mới ấy, thì mọi người phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định của nó. Chẳng hạn như người chơi có mèo kho báu là cái con tê tê ấy, hoặc là người chơi có đặt cược HCT của họ. Đấy, vân vân nữa. Nói chung là nó có nhiều cái yêu cầu nhất định. D. Người chơi cần HCK, HCT, cộng HCU, cộng HCG để nhập cuộc. Có nghĩa là khi mọi người đi cái phó bản ấy. Đây. Phó bản này. Thì mọi người cần là HCG, HCT đúng không? Đấy. Thì cũng như là cái này thôi. Thì khi mà mọi người đi cái mà đá sao toàn năng ấy, hệ thống đá sao mới ấy, thì mọi người cần có HCK, HCT, HCU, HCG một số lượng nhất định để nhập cuộc. Đấy. Còn ở dưới này là bản xem trước của các bản cập nhật kế tiếp mọi người nhé. Một, trao đổi HCU. HCU có thể trao đổi thành USDT khi quá trình cập nhật hoàn tất. Cái này là cái bản sau này mọi người nhé, không không phải là bản hiện tại. Bản hiện tại nó chỉ có từ đây lên trên thôi. Từ đây lên trên này, à đây. Đấy, từ đây lên trên là cái bản cập nhật sắp tới nhá. 1 2 ngày nữa thôi. Còn đâu cái bản ở bản này, ở bản này này. Đó. Cái bản này này. Cái bản này là vào một cái thời gian tới chứ không phải là hiện tại. Có thể là 1 tháng sau, 1 tuần sau, 2 tuần sau gì đấy. Hiện tại là bên review người ta đang rất chăm chỉ để người ta làm việc để cho nó sớm đạt gọi là tiến độ ấy. Trao đổi HCU thì trước mình có nói là HCU có thể là swap sang USDT và ngược lại mọi người nhé. Đấy. Và cái bản sắp tới thì sẽ có khai thác mở hệ thống bang hội. Người chơi trong cộng đồng có thể thành lập các bang hội của riêng họ và nuôi thú của bang hội. Người chơi trong cộng đồng có thể chọn tham gia bang hội yêu thích của họ và nuôi thú của bang hội. Cần HCK, HCT, HCU cộng HCG để nâng cấp cái con quái thú ở bang hội ấy. Mỗi bang thì mình sẽ đại diện cho một cái con quái thú ra và tất cả người trong bang ấy đều đóng góp cho con quái thú đấy. Ai đóng góp được nhiều nhất thì được sẽ được thưởng nhiều. Nói chung là công bằng tất, không thiệt ai hết. Ai làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, kiểu dạng dạng như vậy. Tiếp theo là thứ ba, bản xem trước của cuộc đấu giá hộp mù bay trên sàn Binance mọi người nhé. Một, hợp đồng với thị trường và hộp bí ẩn của Binance đã được ký kết. Binance Binbot, Blingbot sẽ cung cấp 4 anh hùng độc quyền với các phẩm chất sau: thường, hiếm, sử thi và huyền thoại, như kiểu là Roma này, Zate, Epic và Legging mọi người nhé. Hộp Binance Bling được giới hạn ở 10.000 hộp mọi người nhé. Đấy, sau này mọi người có thể lên trên và sàn Binance để đấu giá để nhận được cái hộp này để chúng ta vào game, hoặc là cái này nó cũng gọi là một cái chương trình marketing ở trên một cái sàn gọi là điện tử, cũng gọi là top 1, top 2 thế giới đấy. Đấy, thì cũng sẽ thu hút được cũng khá là nhiều người biết đến. Và có thể là người ta có thể là tham gia đông nếu mà cái chế độ game tốt. Đấy, thì hiện tại là game nó đang gọi là vào cái chế độ ngủ đông ấy. Mình cũng chả đào được nhiều. Được có mấy nick đây đang treo này này. Thì nhân tiện là mình có nhận là thuê treo nick ở máy mọi người nhé. Mình sẽ gọi là bảo hành 24 trên 24 về cái gọi là nó không bị delay ấy. Lúc nào cũng chạy trừ khi nó bảo trì mọi người nhé. Bảo trì là chịu bó tay. Đấy.
Thì mình cũng hướng dẫn qua cho mọi người, khi mọi người mà chạy ở trên cái máy tính của mọi người ấy, đấy, thì mọi người sẽ cài cho mình cái con này, cái con Move Motion này, để cho nó, cái này tác dụng là gì? Tác dụng là nó giống như kiểu là người người thật ấy. Cái này nó loát xong nó lại ấn một lần vào, giống như kiểu con chuột ấy. Đấy. Còn đâu cái mọi người cài cho mình cái AC Auto Reset này. Tại vì cái này ấy thì tầm nó sẽ cài theo giây. Ví dụ mình cài 2000 giây ấy thì sau 2000 giây ấy thì nó sẽ tự load lại cái trang web để tránh bị delay ấy. Đấy. Nhiều khi là mọi người treo lâu, máy nó có thể là bị đơ, bị delay. Thì nó có thể là khi mà đạt đến cái độ 2000 giây đấy thì nó sẽ tự load lại, nó sẽ tự F5 lại cho mình. Thì mình gọi là yên tâm hơn. Và mọi người cài cho mình cái An Index ấy. Đấy, cái này mọi người có thể là quản lý ở trên điện thoại lúc nào cũng được, thoải mái luôn, y như dùng máy tính luôn. Đấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn khi mọi người đi ra ngoài. Ok chưa? Thì bây giờ mọi người thấy video hay, hữu ích thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh của mọi người nhé. Ok, bye bye.